Sở Y tế Bình Dương đã có tờ trình xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về đối tượng và phân bổ vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, Sở Y tế đề xuất tiêm 101.190 liều vaccine Pfizer cho các nhóm đối tượng sau đây. Người dân trong vùng nguy cơ cao thuộc thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên tiếp tục tiêm mũi một cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, y tế, công an, quân sự, lực lượng hỗ trợ, tình nguyện viên, phóng viên. Tiêm mũi hai cho các đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian tiêm mũi hai từ 3 tuần trở lên. Người trên 65 tuổi, các đối tượng hoãn tiêm ở các đợt trước do có bệnh lý nền kèm theo nhưng đủ điều kiện tiêm vaccine. Phụ nữ có thai trên 13 tuần trở lên chỉ được phép tiêm vaccine khi có sự đồng ý của bác sĩ sản khoa. Thời gian triển khai tiêm từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Lũy kế đến ngày 28 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận đã tiêm 856.441 liều vaccine gồm 818.514 mũi 1 và 37.927 mũi 2 cho các đối tượng trong đó đã tiêm vaccine cho 15.600 chuyên gia nước ngoài.